khi Quang Hải quyết định lớn đến chu kỳ của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải đã trải qua nhiều biến động trong suốt 2 năm qua, thật trùng hợp khi thành tích của đội tuyển Việt Nam cũng đi xuống trong 2 năm qua. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải chính là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trong suốt 5 năm làm việc tại Việt Nam. Có Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo như có trong tay cổ máy chiến thắng. Khi Quang Hải không hiện diện trên sân, ông Park luôn đau đáu tìm những phương án thay thế. Nhưng chung quy lại, không một ai khỏa lấp được bóng dáng của tiền vệ mang áo số 19. Ngay cả khi Quang Hải sang châu Âu chơi bóng, ông Park cũng tìm mọi cách để gây sức ép với VFF nhằm đưa Quang Hải trở về dự AFF Cup 2022. Dù biết, thời điểm giải đấu này diễn ra không nằm trong dịp FIFA Days. Điều đó chứng minh tầm ảnh hưởng của tiền vệ sinh năm 1997 lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng quá lớn của Quang Hải vô hình chung khiến các huấn luyện viên phải chịu những cơn đau đầu kinh niên về bài toán thay thế. Bởi lẽ, trong gần 2 năm trở lại đây, khi đội tuyển Việt Nam không có Quang Hải hoặc những lúc anh không đạt phong độ cao, thành tích của những chiến binh sao vàng từ đó cũng đi xuống. Minh chứng rõ ràng nhất là kể từ thời điểm Quang Hải bắt đầu sang Pháp chơi bóng, phong độ của anh ngày càng trì trệ do không được ra sân thường xuyên tại Pau Fan Club. Khi được ông Park triệu tập trở về dự AFF Cup 2022, anh đã mất đi cảm giác bóng vốn có và để lại màn trình diễn thất vọng. Phong độ kém cỏi của Quang Hải đã kéo theo cả một tập thể đội tuyển Việt Nam đi xuống. Điều này khiến ông Park phụ thuộc cả vào Hoàng Đức, và đó cũng là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam để lại sự thất vọng toàn tập khi chứng kiến người Thái lần thứ hai liên tiếp đứng trên đỉnh Đông Nam Á, khi Quang Hải không góp mặt và khi Quang Hải mất phong độ. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam ngay lập tức mất phương hướng. Còn nhớ, trong mọi giải đấu ở cấp độ U23 lẫn đội tuyển Việt Nam từ năm 2018 cho đến 2022, Quang Hải luôn được xem là niềm hy vọng hàng đầu của đội. Ngay cả dưới thời huấn luyện viên Chu Xi, sự hiện diện của Quang Hải tại hàng tiền vệ phần nào đã giúp chiến lược gia người Pháp thu về thành tích 3 chiến thắng liên tiếp trong 3 trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị đội tuyển Việt Nam. Nhưng đến cuộc đối đầu với Trung Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10, Quang Hải không ra sân, đội tuyển Việt Nam liền để thua người hàng xóm 0-2. Đến trận giao hữu thứ hai gặp Uzbekistan, Quang Hải đá chính, tuy nhiên anh không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương chỉ sau 16 phút góp mặt. Khi Quang Hải rời sân, 10 phút sau đội tuyển Việt Nam đã bị Uzbekistan chọc thủng lưới. Điều đáng nói là trong 15 phút đầu, đội tuyển Việt Nam vẫn đang kiểm soát rất tốt, và Quang Hải chính là trạm trung chuyển cho các đồng đội ở mọi điểm nóng trên sân. Tầm hoạt động rộng và cảm quan không gian tốt của Quang Hải giúp các đồng đội có nhiều phương án chuyền bóng. Nhưng khi anh rời sân, đội tuyển Việt Nam trở nên bế tắc trong khâu phát triển bóng từ phần sân nhà. Dù có thể không đạt phong độ cao, nhưng Quang Hải luôn là nhân tố rất quan trọng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và kể cả là huấn luyện viên Chu Xi. Đội tuyển Việt Nam cần những mẫu cầu thủ của khoảnh khắc, có khả năng tạo ra sự khác biệt. Đây là những tố chất mà ở thời điểm hiện tại, chỉ Quang Hải mới có thể làm được điều này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.